Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp theo đến một sáng tạo nữa của nhà này. Đó chính là chai Madeleine Peach. Chai này dường như là đã bị discontinue rồi, bởi vì cái thông tin trên trang web của nó thì đã không còn nữa. Và trong cái set discovery của hãng này gồm 10 mùi thì mình đã không thấy còn cái danh mục của chai Madeleine Peach này nữa đâu. Nên là mình nghĩ bạn nào nếu mà muốn sở hữu chai Madeleine Peach này thì hãy nhanh tay đi, bởi vì nó đã bị discontinue rồi ha. Rồi và bây giờ mình thử luôn chai này. Mới ngửi vào là mình đã cảm giác một cái mùi đào nó rất là chân thật, nhưng mà nó không bị ngọt như là một số các cái chai có cái nốt đào thông dụng ở ngoài thị trường, mà mình cảm giác như là mình vừa hửi vào một cái vỏ của quả đào á các bạn. Các bạn cầm cái quả đào rồi các bạn ngửi á, cái mùi vỏ nó rất là tự nhiên, nó có một cái gì đó ngọt nhẹ và cái vị của quả đào nó cực kỳ đặc trưng. Mùi hương của vỏ quả đào là một sự cách mạng trong nước hoa. Khi mà ngày xưa người ta tìm đến được một cái mùi hương này, người ta đã tạo ra được rất là nhiều các cái mùi hương cổ điển. Đặc biệt trong đó một cái chai rất là nổi tiếng, đó chính là chai Mitsuko mình đã từng có review ha. Và mùi hương này tồn tại khoảng được 10 đến 15 phút thì cái mùi hương ship nó đã lên rất là rõ ràng và nó hòa quyện vào cái nốt đào này một cách rất là nhuần nhuyễn, làm cho mùi hương có một cái nét gì đó cực kỳ cổ điển, nhưng mà nó vẫn không bị quá già như ở một số chai như cùng cái combo này, như là ở chai Mitsuko hoặc là chai Diazilet nha. Nó vẫn đủ cái nét hiện đại để các bạn yêu chuộng mùi hương bây giờ có thể hoàn toàn có thể thẩm thấu được cái mùi hương này. Ngoài ra một lúc sau thì mùi hương còn được làm dịu lại và cân bằng hơn bởi những cái nốt hoa. Nó thường thấy được ở một số chai ở nhà Roger Dove, những chai rất là đắt tiền. Đó là những nốt hoa của Ylang Ylang và hoa nhài. Những cái nốt này làm cho cái mùi hương nó cân bằng và nó thêm phần thi vị bởi các cái nốt như là nốt đào và các cái nốt tông rêu sồi sẽ làm cho mùi hương nó rất là cổ điển và nó hơi bị nặng nề một tí xíu, nhưng mà những cái nốt hoa này vào nó sẽ làm cho cái mùi hương nó uyển chuyển hơn, nó không bị quá nặng nữa. Và cái sự kết hợp này ở cái chai Madeleine Peach mình cảm giác nó cũng rất là tuyệt vời luôn. Lúc sau thì mình còn cảm nhận cái tông ship này nó còn chút phản phất của cái nốt ship ở chai Ship Palatine của nhà MCDI. Đó, một cái sự kết hợp rất là thú vị. Và chai Madeleine Peach này trên da mình bám được khá tốt, đâu đó khoảng tầm 8 đến 10 tiếng và tỏa cũng khá ổn. Các bạn đi xung quanh thì đều có thể nghe được. Và mình nghĩ chai nước hoa này phù hợp sử dụng cho những chiều tối mát trời hoặc là những ngày mưa như những ngày hôm nay thì hoàn toàn phù hợp ha. Và sẵn tiện sau khi review chai này thì mình đi qua luôn một cái chai gọi là Verdet của nhà này. Đó chính là chai Civet Cashew. Đây là chai đầu tiên mình lấy cũng như là chai đầu tiên mà ông cho ra đời. Đây là một chai nước hoa rất là đặc biệt. Đây, Civet Cashew, best seller của nhà Maillet Parfum, là chai đầu tiên mà ông tạo ra. Đây là những gì tinh túy nhất mà ông có thể bỏ vào một chai nước hoa được. Ông Matthew Maillet là một nhà rất là yêu mùi hương và ông tự tìm tòi mày mò cách tạo ra những mùi hương đó. Và trong chai nước hoa này là tất cả những cái nốt hương mà ông cực kỳ thích, kể cả đó là những cái nốt hương bắt nguồn từ động vật ha. Những cái nhà indie được có cái là họ có thể sử dụng được những cái nốt hương động vật mà những cái nhà niche hoặc là designer không được sử dụng, bởi vì họ ít bị hạn chế hơn bởi những cái điều luật về mùi hương. Sau này thì khi mà lên niche rồi, bán với doanh số cao rồi thì chắc họ sẽ phải tiết chế lại. Nhưng mà khi bây giờ vẫn còn là những nhà làm hương indie thì họ hoàn toàn có thể được sử dụng những cái nốt hương đó. Nhưng mà đó cũng là một cái nhược điểm khi mà có một số chai rất là dễ discontinue. Ví dụ như chai Madeleine Peach mới nãy thì cái discontinue của nó có thể giải thích bằng việc là thiếu nguyên liệu,
để làm nên một chai nước hoa, thì khi thiếu nguyên liệu để làm một cái chai nước hoa nó hoàn hảo thì họ sẽ không sản xuất nó nữa luôn, chứ không tìm những nguyên liệu thay thế ha, để đảm bảo cho những cái mùi hương một cách là tuyệt vời nhất đó. Và bây giờ mình sẽ thử luôn cái chai Civet Cut Sheep này nha. Đây. Mùi hương mới vào quá là tuyệt vời luôn. Nó mở đầu rất là nhẹ nhàng bởi mùi hương cam chanh và lavender. Nó cho mình một cái cảm giác giống như cái mở đầu của một số chai đắt tiền của nhà Rochard Dove vậy đó các bạn. Thực sự là chai Civet Cut Sheep này lúc đầu mình mua hoặc là trước khi đó là mình đọc review thì mình tưởng tượng như đây là một chai nước hoa cực kỳ là nặng, bởi vì cái nốt civet là nốt chồn hương đó các bạn, và hầu hết các cái chai mà mình biết đến có cái nốt civet này đều rất là nặng mùi và khó ngửi. Nhưng mà ở chai này lúc mà mình thử, mình xịt ra thì mình đã phải wow lên. Wow, cái mùi civet gì mà nó sạch dữ vậy. Sau cái lúc mà cam chanh và lavender đó ride out rồi, nó biến mất đi, thì cái nốt civet nó hiện lên, nó cực kỳ thanh sạch và chỉnh chu. Nó không có cái gì là khó ngửi và không có cái gì là bị hơi xíu dơ cả. Nó làm tiết chế cực kỳ độc đáo, và cái điều đó là cái điều làm mình ấn tượng nhất ở cái nhà này. Và sau khi thử chai Civet Cut Sheep này thì mình mới quyết định là đem thêm về những chai khác của nhà này để mình thử ha. Và những chai đó hoàn toàn không làm mình thất vọng một chút xíu nào cả. Rồi mình trở lại về chai Civet Cut Sheep này ha. Thì sau khi cái nốt Civet nó hiện lên rất là thanh sạch chỉnh chu rồi, và mình còn nhận ra thêm được một chút, đó chính là nốt xạ hương. Nốt xạ hương ở đây được làm rất là sảng khoái, làm cho mình hết sức là thú vị, bởi vì nó có một cái sự ngọt nhẹ, và cái độ ngọt của xạ hương trắng ở đây nó làm rất là tự nhiên, không có bị quá mà ngọt gắt như là ở cái những cái nốt vani hay là tonka. Thêm một chút sau nữa thì nốt sheep, tức là rêu sồi, xuất hiện lên, tạo cho cái mùi hương một cái nét cổ điển, một cái nét đậm đà. Và mình liên tưởng ngay đến chai mình vừa mới thử mới nãy là chai Mandarin Peach. Nó có một cái gì đó nó hơi có liên kết với nhau và nó hơi giống nhau một tí xíu ha. Nhưng mà chai Mandarin Peach thì nó lại không có cái kiểu civet rõ ràng và đậm đà như ở chai này. Đó, và những cái mùi hương của chai Civet Cut Sheep này nó rất là phức tạp và nó biến đổi rất là uyển chuyển. Nó làm cho mình tò mò khi mỗi lần ngửi mình cứ phải đưa tay lên ngửi mãi coi là cái nốt hương gì nó sẽ xuất hiện sau đây. Ngoài ra thì ông còn thêm vào đó một số nốt hương làm cho cái mùi hương nó rất là cân bằng và rất là hiện đại. Tuy có nốt ship đó nhưng mà mình cảm giác cái sự cổ điển của nó không bị già, và nó tôn lên một cái gì đó nó gọi là nó rất là bí ẩn ở cái mùi hương này, làm cho mình cứ phải tìm tòi và khám phá mãi. Mình cảm nhận đâu đó có thêm một chút nữa là nốt đậu tonka và cái ngọt dịu và cái cứng rắn của gỗ đàn hương ở đây. Điểm xuyến đâu đó là những cái nốt hoa hồng nè, hoa nhài nè, đó. Làm cho mùi hương cực kỳ thú vị nha các bạn. Thực sự là lâu lắm rồi mình mới cảm giác có một mùi hương làm mình có cảm giác thú vị đến vậy ở cái chai Civet Cut Sheep này. Và mùi hương này trên da mình bám tỏa rất là tốt, nó đâu đó được khoảng 10 đến 12 tiếng. Và cái mùi hương của mùi hương nó rất là dễ chịu luôn. Thật sự là nó vừa cổ điển mà vừa mang cái nét hiện đại, nó trau chuốt một cách hoàn mỹ. Phải nói là chai này mình cực kỳ thích cho đến hiện tại luôn á các bạn. Chai này tỏa cũng khá là tốt nha các bạn nha. Các mọi người đi xung quanh mình nghĩ cũng có thể hoàn toàn có thể ngửi được cái mùi hương này. À, và thêm một thông tin nữa thì tất cả các cái chai nước hoa của nhà Malek Parfum đều được sản xuất với nồng độ là Extra de Parfum ha các bạn ha. Và giá thành hiện tại của những chai Malek Parfum này nó đâu đó khoảng trên 5 triệu cho một chai 50ml như thế này. Thì đây mình nghĩ cũng là một cái giá khá là hợp lý cho một chai nước hoa indie mà có chất lượng mùi hương tuyệt hảo như thế này. Khi các bạn mà đến với những nhà nước hoa indie thì các bạn nên bỏ qua về những cái hình thức của nó như là của cái hộp hoặc là cái chai đi, bởi vì đó những là những thứ yếu mà họ muốn tập trung đến và họ muốn
chị muốn những người dùng chú trọng hơn về mặt mùi hương mà họ mang lại. Chứ như ở nhà Melec perfume này thì mình thấy cái hộp hoặc là ở bên trong cái chai á, thì nó làm bằng những nguyên liệu thiệt sự là cực kỳ rẻ tiền luôn, và hầu như là không có giá trị gì. Nó chỉ giá trị ở cái mùi hương của cái chai nước hoa thôi. Và đó là một cái điều mình rất là hứng thú. Tuy là rẻ tiền nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái sự độc đáo trong cái designer của những cái hộp nước hoa hoặc là cái chai nước hoa này. Nhưng mà hình như mình xem trên web thì mình thấy chai nước hoa này đã đổi mẫu rồi các bạn. Không còn cái kiểu như thế này nữa, và nó bỏ đi cái da quấn quanh này rồi, và nó chỉ làm cái chai đơn giản hơn. Nhưng mà mình lại thích cái kiểu này hơn các bạn. Các bạn xem thử và cho mình cảm nhận coi là cái kiểu nào sẽ hay hơn nha các bạn nha. Và đến đây mình đã kết thúc cái video review về một nhà nước hoa indie mới nổi trên thế giới, đó chính là nhà Melec Perfume. Thì để mình xem cái nhà này còn cái sáng tạo nào hay nữa thì mình sẽ đem về review cho các bạn. Bởi vì nhà này có đến 13 sáng tạo lận, và ở đây mới chỉ có 4 sáng tạo thôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy đừng quên like, share và subscribe cho channel của mình nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.